dùng net sẽ giới thiệu đến các bạn bộ lưỡi full bộ lưỡi tông đơ andit thì cái bộ lưỡi này nó là của sinon hoặc kema và một số hãng khác thì không phải là lưỡi chính hãng của endit nha các bạn nhưng mà mình gắn vô tông andit mình cắt bình thường tại vì nó là mẫu lưỡi t online t online á thì nó xài chung hết chẳng qua là không phải chính hãng của endit thôi ha thì mẫu lưỡi này nó sẽ có giá thành rẻ hơn gấp 3 lần nhưng mà chất lượng cắt cũng khá là tốt. Đây. Đây là mặt sau nha các bạn ha. Rồi, mặt trước nè, full bộ lưỡi nè. Bao gồm lò xo, so, ốc, lưỡi gà. Đây. Và đây là lưỡi carbon nha, carbon đen, thép carbon. Và cái mẫu thứ hai bên mình cũng có là phiên bản lưỡi sứ nha các bạn đó cắt rất là nét các bạn có thì tùy chỉnh lên xuống cái ốc này để hai cái lưỡi nó sát nhau để các bạn chứng viền cho nó sát nha các bạn